Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát nào có thể học ba môn giải thoát này thì có thể học sắc uẩn, thọ tưởng hành thức uẩn? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào có thể biết như thật về tướng hoặc sanh hoặc diệt, hoặc chân như của sắc thọ tưởng hành thức, thì gọi là có thể học sắc thọ tưởng hành thức. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết như thật về sắc tướng khi thực hành bát nhã ba la mật đa? Đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các Đại Bồ Tát biết như thật sắc hoàn toàn có lỗ hổng, hoàn toàn có khe hở giống như bọt nước, tánh không bền chắc. Đó là Đại Bồ Tát biết như thật về sắc tướng khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết như thật về sự sanh diệt của sắc khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các Đại Bồ Tát biết như thật, lúc sắc sanh không từ đâu đến, lúc diệt thì không đi về đâu, tuy không đến không đi, nhưng nó tương ưng với sanh diệt. Đó là Đại Bồ Tát biết như thật về sự sanh diệt của sắc khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết rõ như thật chân như của sắc lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật chân như của sắc, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, thường như tánh của nó, không hư vọng, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đó là Đại Bồ Tát biết như thật về chân như của sắc khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết rõ như thật về tướng của thọ khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các Đại Bồ Tát biết như thật, thọ hoàn toàn như ung nhọt, hoàn toàn như mũi tên, chóng sanh chóng diệt, giống như bong bóng nước, hư dối không trụ, do ba pháp hòa hợp sanh ra. Đó gọi là Đại Bồ Tát biết như thật tướng của thọ. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết như thật về sự sanh diệt của thọ khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa, các Đại Bồ Tát biết như thật, lúc thọ sanh không từ đâu đến, lúc diệt thì không đi về đâu, tuy không đến không đi, nhưng nó tương ưng với sanh diệt. Đó là Đại Bồ Tát biết rõ như thật sự sanh diệt của thọ khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết rõ chân như của thọ khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát biết như thật chân như của thọ, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, thường như tánh của nó, không hư vọng, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đó là Đại Bồ Tát biết như thật về chân như của thọ khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết rõ như thật về tướng của tưởng khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát biết như thật tưởng giống như sóng nắng không thể nắm bắt, do nhân duyên khát ái nên phát sanh tưởng này một cách hư vọng, rồi dựa vào đó phát ra lời nói. Đó gọi là Đại Bồ Tát biết như thật về tướng của tưởng khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết như thật về sự sanh diệt của tưởng khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các Đại Bồ Tát biết như thật là lúc tưởng sanh không từ đâu đến, lúc diệt thì không đi về đâu, tuy không đến không đi mà tương ưng với sanh diệt. Đó gọi là Đại Bồ Tát biết như thật về sự sanh diệt của tưởng khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết như thật về chân như của tưởng khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát biết như thật chân như của tưởng không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, thường như tánh của nó, không hư vọng, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đó gọi là Đại Bồ Tát biết như thật về chân như của tưởng khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Hết quyển thứ 471.